biểu chiều nay các bạn nhé. Buổi chiều giờ là 4:30 thì rất là đông, đang ở bên Cát Bà các bạn nhé. Thank you.
Chuẩn bị đi ăn tối các bạn ạ. Lúc này là cũng rất là chiều rồi. Bye bye cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Cảnh đẹp nhiều chị. Vâng, nhỉ? Vâng ạ. Cảnh đẹp quá nên vào quay bác ạ. Ôi, nước ngon sao?